Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ôm hận như núi, Nguyễn Thành Tài quyết lôi chùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù. Cấp phó chỉ là người trợ lý cho cấp trưởng, họ nhận lệnh từ cấp trưởng và thi hành. Tuy nhiên, như tờ Thời báo .de đã đưa tin, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay đổ lỗi mỗi khi có tiêu cực. Người đời có câu, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Ý nói là những gì lợi ích cho bản thân thì tranh thủ đi trước, chiếm đoạt. Còn những gì nguy hiểm thì đi sau người khác để né tránh rủi ro cho mình. Bản chất của quan chức Đảng Cộng sản đều như thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Tài trước tòa. Khi có bổng lộc, cấp trưởng tranh công để hưởng bổng lộc từ trên ban xuống. Khi làm gì sai trái thì đẩy hết cho cấp phó. Vì thế, những quyết định mang tính tiêu cực có khả năng nếu đổ vỡ thì sẽ vào vòng lao lý thì cấp trưởng đẩy cho cấp phó đi ký. Đó là bản chất của người Cộng sản, không thể thay đổi được. Ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Tài là cấp trưởng và cấp phó của nhau. Ông Lê Hoàng Quân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, còn ông Nguyễn Thành Tài là Phó Chủ tịch. Tuy nhiên, khi xảy ra sai phạm của chính quyền thành phố, thì ông Nguyễn Thành Tài đã bị bắt và ông Lê Hoàng Quân vẫn bình an vô sự. Đấy là hình ảnh rõ nét về lội nước theo sau của ông Lê Hoàng Quân. Lợi ích thì ông Lê Hoàng Quân hưởng, nhưng tội thì Nguyễn Thành Tài phải gánh lấy. Đấy là bất công mà ai cũng thấy rõ. Và tất nhiên là ông Nguyễn Thành Tài cũng biết và ông đã ôm cục hận như núi từ nhiều năm nay. Vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa xét xử vụ hoán đổi đất vàng liên quan đến bà Bạch Diệp và các cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Tài với vai trò là bị cáo đã phát biểu trước tòa rằng ông chỉ làm lợi cho nhà nước. Hơn nữa, việc hoán đổi được người đứng đầu thành phố đồng ý. Nghĩa là ông đã chỉ đích danh kẻ chủ mưu là cấp trưởng của ông Lê Hoàng Quân. Tuy nhiên, tòa có dám khởi tố Lê Hoàng Quân hay không thì lại là một câu chuyện khác. Trước tòa, ông Nguyễn Thành Tài nói trong nước mắt rằng trong suốt thời kỳ đó, tôi chưa bao giờ bị nhận xét là thiếu trách nhiệm. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tha thiết với mục đích, lý tưởng của mình. Nên thay vì nghỉ ngơi, vui thú điển viên, tôi vẫn tiếp tục đi dạy. Dù ở tù, nhưng tôi vẫn tự hào về con đường mình đã chọn. Tôi không kêu than, trách móc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Tài đang muốn lôi Lê Hoàng Quân theo mình vào tù. Về vụ án này, ông Tài cho rằng ông không phải là người gây hậu quả sau cùng. Khi trình nội dung dự thảo của Ban chỉ đạo 09 cho Ủy ban Nhân dân TP.HCM, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM lúc đó là ông Lê Hoàng Quân đã đồng ý. Việc hoán đổi này nhằm mục đích có lợi cho nhà nước, ông Tài nói một cách cương quyết rằng nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thành Tài thì cho rằng ông Tài đã báo cáo ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, trưởng ban chỉ đạo 09 về đề nghị của công ty Bạch Diệp Dương hoán đổi tài sản. Rõ ràng đã qua bao nhiêu năm ngồi trong tù, ông Tài cũng đang muốn kéo người chủ mưu Lê Hoàng Quân vào tù với ông. Nhưng đến giờ này, ông Nguyễn Thành Tài vẫn chưa làm được, dù rằng luật sư của ông Tài cũng đề cập đến tội của ông Lê Hoàng Quân mới lớn hơn chứ không phải là thân chủ của ông này. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân rất khó bướng đi, ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Hoàng Quân tội rất nặng, tuy nhiên ông Quân đã là một chân trụ trong tam trụ ăn đất ở Sài Gòn bao gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Bộ tam này rất mạnh đến nỗi ông Nguyễn Phú Trọng còn không phá được thì nói gì đến ông Nguyễn Thành Tài nhỏ nhoi như thế. Theo một số đánh giá của những người có uy tín thì ông Nguyễn Thành Tài ở trong tù nuốt cục hận chưa trôi được. Khi mà người sai khiến ông làm bệnh là Lê Hoàng Quân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ đây ông Tài đang dường như quyết kéo ông trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù nhưng xem ra không có khả năng. Người duy nhất có khả năng làm điều đó có thể chỉ là ông Nguyễn Phú Trọng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phước tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên. Tình hình thiếu xăng dầu đang ngày một lan rộng. Bộ Công Thương đã làm gì trong thời gian qua mà để dân phải khổ sở đến như vậy? Người chịu trách nhiệm cho cảnh hỗn loạn này không ai khác chính là ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Đây là sự thất bại của ông Bộ trưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét xử lý nghiêm trường hợp này. Ông Nguyễn Hồng Diên có bằng cấp rất hoành tráng như cử nhân, lịch sử
cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công. Tuy nhiên, ông Diên đã cho thấy ông không có khả năng quản lý Bộ Công Thương, bộ lớn của chính phủ. Đây là hình ảnh những cây xăng luôn đông nghịt người. Liên quan đến tình trạng khan hiếm xăng dầu đang diễn ra tại một số tỉnh ở phía Nam, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết công tác quản lý doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ thuộc về trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương. Phía Bộ Tài chính thì cho biết vào ngày 7 tháng 10, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời Bộ Công Thương về việc tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Trong đó, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung trong nước trong mọi tình huống, đồng thời nghiên cứu phương án giảm trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nếu cần thiết để việc điều chỉnh trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không tác động đến giá cơ sở xăng dầu có kỳ điều hành. Như vậy, ông Hồ Đức Phước sẽ nhanh nhẩu đổ cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ông Hồ Đức Phước nói rằng Bộ Tài chính có trách nhiệm trong việc ban hành chi phí định mức đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và tham mưu cho chính phủ để chỉnh Quốc hội các khoản thuế phí đối với xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước. Được biết hiện nay Việt Nam có đến 36 doanh nghiệp đầu mối và 500 doanh nghiệp phân phối. Vậy mà Bộ Công Thương vẫn để thiếu xăng dầu thì không thể hiểu được. Hiện tại báo chí đang có xu hướng đổ lỗi cho các đại lý bán xăng dầu ghim hàng chờ tăng giá, nhưng thực tế một số chủ cửa hàng xăng dầu cho tờ Thời báo.de biết rằng họ không dám ghim hàng vì nếu cơ quan kiểm tra chức năng phát hiện, họ sẽ bị phạt và thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh. Vì thế, không ai dại dột ém hàng chờ giá lên lúc này. Các đại lý bán lẻ xăng dầu đang thiếu hàng thực sự. Còn tại sao thiếu thì đấy là vấn đề của các doanh nghiệp, nhà nước. Phía Bộ Công Thương thì cho biết, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã gửi công văn gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình như thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán xăng dầu, vân vân. Yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng với nội dung ghi trên giấy xác nhận đủ điều kiện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Tuy nhiên, công văn là công văn, còn tình trạng thiếu xăng dầu đã làm náo loạn thị trường vẫn tiếp tục diễn ra và lan rộng. Điều này cho thấy Bộ Công Thương làm việc tắc trách rất rõ ràng. Cho dù có chuyển hàng trăm công văn mà việc không chạy cũng là tắc trách, còn không chuyển công văn nào mà xăng dầu không thiếu là làm việc hiệu quả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên. Theo một cây bút cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết thì với tình hình hiện nay, an ninh năng lượng cho nền kinh tế đang bị đe dọa rất nghiêm trọng. Việc thiếu xăng dầu cho đời sống, dân sinh và thiếu xăng dầu cho các ngành kinh tế là điều tồi tệ hơn rất nhiều điều tồi tệ khác về khủng hoảng kinh tế. Hiện nay, Việt Nam có vẻ như đang dẫm lên vết xe đổ của Sri Lanka. Hy vọng là Việt Nam sẽ không như quốc gia Nam Á này, vì nếu để xảy ra thì người dân sẽ là những người nhận lấy hậu quả, chứ không phải các quan chức của chính quyền.